Xin kính chào các bác. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu với các bác một chiếc đồng hồ treo tường thuộc dòng thùng dài, nhưng mà với kích thước rất là đồ sộ, rất là to. Chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Verdes, được sản xuất năm 1930-1940, được sản xuất tại Pháp. Và chiếc đồng hồ này với kích thước tổng thể với chiều cao lên đến là 71cm, bề ngang là 35,3cm, bề dày là 17,3cm. Và nếu mà so phần kích thước của chiếc đồng hồ này với những chiếc đồng hồ treo tường thuộc dạng thùng dài ở hiện tại ở cửa hàng chúng em, thì phần kích thước của chiếc đồng hồ này rất là to các bác, rất là cao. Và chiếc đồng hồ này sở hữu cho mình bộ máy chính hãng Verdes 3 lỗ, hoạt động bả lắc chạy tuần lên dây, sở hữu cho mình là củ gông lồng máng, âm thanh Westminster rất là hay các bác. Và chiếc đồng hồ Verdes với kích thước đồ sộ này ở cửa hàng chúng em đang được bán mức giá là 5,7 triệu. Với mức giá 6 triệu này thì ở cửa hàng chúng em sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời bảo hành 2 năm mới móc tại cửa hàng cho các bác. Đầu tiên thì phần ngoại thất của chiếc đồng hồ này, điểm đặc biệt là đã nằm ở cái phần kích thước. Và phần ngoại thất này, điểm đẹp của nó là chính là nhờ vào những hoa văn chi tiết được đục đẽo thủ công bằng tay, được bố trí vào những vị trí như là ở trên phần đầu, phần mặt số và ngay cái phần kính, thấy được quả lắc phía bên trong. Đây các bác, và điểm đuôi này các bác. Và những hoa văn này được lấy cảm hứng từ loài hoa anh túc, những bông hoa anh túc các bác. Đây. Và ở ngay phần mặt số này được lấy cảm hứng từ những loài hoa hướng dương. Đây các bác nhìn góc cạnh của nó đây. Rất là giá trị. Và những hoa văn này sẽ được làm nổi bật với cái tông màu gỗ là tông màu gỗ hoa nóc. Đây là một tông màu gỗ đậm. Trên chiếc đồng hồ này sẽ sở hữu cho mình là hai tông màu. Đây các bác, rất nổi bật và rất sang trọng, rất đẹp. Đây. Mặt số chiếc đồng hồ các bác. Đây là phần mặt số bát giác. Mặt số này, đây phần kính này là phần kính mo các bác. Và phần kính để thấy được quả lắc phía bên trong được trang bị là kính được mài giác cạnh zin nguyên bản của chiếc đồng hồ. Và ở bên đây là phần tay nắm các bác. Đây, sẽ mở phần khóa này ra. Nè. Đây, mà dùng tay nắm này mình mở cửa ra các bác. Đây. Và ngay trên cánh cửa này sẽ có một mảnh siêu. Đây, mảnh siêu của hãng Verdes. Đây các bác. Cánh cửa này được làm bằng gỗ thịt, rất là dày dặn, rất là cứng cáp các bác. Gỗ thịt là gỗ nguyên khối các bác. Đây, được tạc từ nguyên một khối ra. Ở đây. Nội thất bên trong của chiếc đồng hồ. Mặt số chiếc đồng hồ này sổ cho mình là phần mặt số bát giác với 12 chữ số học trò nổi bật trên nền bạc. Và ở đây các bác, dòng chữ thương hiệu Verdes sẽ nằm ở ngay phía dưới số 12. Và ở đây sẽ được trang trí thêm một cái ký hiệu thương hiệu Verdes. Và cái phần viền của mặt số này là viền mạ rơm các bác. Em rất có ấn tượng với cái phần viền mạ rơm của mặt số này, làm phần mặt số này trở nên sang trọng hơn, bắt mắt hơn. Và phía dưới đây là phần quả lắc, được trang bị là quả lắc bát giác mo, cũng được mạ rơm các bác. Và trên chiếc đồng hồ này thì sẽ còn được một cái nơi để các bác đặt vào chiếc chìa khóa lên dây, hai chiếc ốc bắc tư, một cái thước để các bác có thể cân được cái phần quả lắc này. Thì bên đây là phần khóa để các bác để phần quả lắc này vào đây, mình khóa lại. Đây là bộ phận được khóa gông. Đây, nó gần như là đầy đủ những cái chức năng để các bác có thể di chuyển đi một chiếc đồng hồ đi. Full phụ kiện các bác. Và ở đây các bác, đây một cái nơi để các bác có thể khóa lại được cái phần tay lắc. Và bây giờ thì em sẽ cho các bác nghe phần âm thanh của chiếc đồng hồ này.
bác vừa thẩm âm được chiếc đồng hồ Verdes với phần kích thước rất là đồ sộ, rất là to. Phần ngoại thất bắt mắt, sang trọng, mặt số bát giác cũng rất là to. Và chiếc đồng hồ này ở cửa hàng chúng em đang được bán chỉ với mức giá là 6 triệu. Và các bác nào quan tâm và muốn sổ ngay chiếc đồng hồ này thì hãy liên hệ ngay với số hotline 0909 25303 hoặc 0909 25303, hoặc ở địa chỉ số 280C Phạm Thiện, phường 3, quận 8, xin chiếc đồng hồ này. Và cảm ơn các bác đã xem video.